hạnh phúc lắm. Bởi vì Ngọc Huyền nhớ vào năm 2016, Ngọc Huyền trở về nước dự cái live show của 2015 hay 16 quên rồi. Cái live show của anh 2016, dự cái live show của anh Kim Tử Long tại Bến Thành, thì Ngọc Huyền không được hát, chỉ là ngồi ở dưới hàng ghế để mà chiêm ngưỡng cả một cái sân khấu tuyệt vời của người bạn diễn của mình, một người anh của mình, để gửi đến cho khán giả. Còn lần này thì Ngọc Huyền lại được tham gia, hạnh phúc lắm quý vị. Không lẽ ngày dài ngày vui của ổng mà mình khóc, nhưng mà mình khóc cái niềm hạnh phúc là mình được đứng trên sân khấu của người bạn diễn mình. Mà cái sân khấu đó là cả một cái thánh đường, không phải chỉ riêng của anh Kim Tử Long mà của tất cả các anh chị em nghệ sĩ của chúng tôi tham gia chương trình. Cho nên là Ngọc Huyền không biết nói gì hết á, chỉ biết là xúc động lắm. Và chỉ hồi nãy lúc mà gặp gỡ tất cả quý báo, các anh chị, bạn bè, đồng nghiệp thì vui, không có suy nghĩ gì hết. Mà lúc mà anh Long với Trinh Trinh với chị Phượng Hằng kêu Ngọc Huyền lên ngồi đây rồi ấy, Ngọc Huyền chậm nước mắt mấy lần đó quý vị. Chậm nước mắt mấy lần đó, thôi đừng có khóc, ngày vui của anh họp báo mà tự nhiên khóc lóc ở đây. Nhưng mà xúc động lắm, xúc động vì anh đã làm được một chương trình để nói lên cái tình cảm của anh, của người làm nghề, gửi đến cho đời, cho người. Rồi hạnh phúc của Ngọc Huyền dân trào là được hát chung với tất cả quý anh chị em nghệ sĩ đam mê với nghề trong chương trình Thánh Đường Sân Khấu. Cái hạnh phúc thứ ba nữa là hiện giờ sân khấu nước nhà đang khởi sắc, đặc biệt là sân khấu cải lương, với những chương trình xã hội hóa như anh Long nói, Sáng Đẹp, Bán Giá Vé Cao, Khán Giả Vững Thương đã ủng hộ. Bao nhiêu cái niềm hạnh phúc dân trào đó, cho nên là Ngọc Huyền không có dặn được cái cảm xúc của mình. Thì xin hành hình, xin lỗi cùng quý báo. Còn đối với Ngọc Huyền tham gia gì trong live show của anh Long, thì thưa quý vị, anh gọi là về liền. Dù là hát cái vai nhỏ nhất, hoặc xin lỗi là chỉ đứng cái mảnh múa để được tham gia Thánh Đường Sân Khấu của anh, Ngọc Huyền vẫn về. Chứ không quan trọng là vai lớn, vai nhỏ, là hát cái gì trong live show của anh. Cái đó là tình cảm của Ngọc Huyền. Nhưng mà đâu có ai cho biết mình đâu. Đúng không? Đâu ai cho đứng mình phải hát chứ không để đứng mình. Không thì em đang nói cái tình cảm của em đó mà. Tình cảm của em dành cho cái chương trình của anh thôi. Cũng như là trở ngược lại cái ngày năm 2016 về ngồi giữ thôi cũng đã hạnh phúc rồi. Hỡi chi bây giờ được hát nữa. Còn tiết mục gì thì quý vị ơi, Ngọc Huyền là tâm phục, khẩu phục và đã từng yêu anh, giờ lại càng trân quý và yêu anh hơn với cả cái tình yêu anh dành cho Thánh Đường Sân Khấu. Hơn chắc là hơn chứ không phải là gần hơn 50 nghệ sĩ đủ các thể loại, từ MC, từ kịch nói, từ điện ảnh, từ ca nhạc, từ sân khấu cải lương, anh đã đưa vào hết Thánh Đường Sân Khấu để nói lên cái tình yêu của anh dành cho chương trình. Và khi về mà đi tập với anh rồi thì Ngọc Huyền lại càng không biết dùng cái từ, cái lời lẽ hoa mỹ nào hơn nữa để mà cảm kích và cảm ơn anh Kim Tử Long. Bởi vì anh chăm chút từng tiết mục một, anh chăm chút không hẳn là cho Trinh Trinh, cho Tú Sương, cho Ngọc Huyền, cho chị Phượng Hằng, mà anh chăm chút từng chi tiết một cho tất cả những nhân vật đến với live show của anh. Một cái điều đó rất là khó đối với một đạo diễn tổng thể, đối với đạo diễn chương trình, cũng như là đối với từng tiết mục mà anh đã chăm chút rất là kỹ lưỡng. Cái điều đó là làm cho Ngọc Huyền càng kính trọng anh hơn. Và Ngọc Huyền nghĩ rằng sân khấu cải lương của chúng ta, cái thế hệ trẻ tiếp nối,
cảm ơn tổ niệm đã cho Kim Tử Long và anh đầy đủ nhiệt huyết cho nghề, cho những người chung quanh mình, cho bạn bè đồng nghiệp và dành tặng cho khán giả. Thì hy vọng rằng em chỉ mong là anh giữ sức khỏe, tổ nghiệp Phật trời ban cho anh sức khỏe tốt để anh thỏa cái niềm đam mê, những cái hoài bão của anh trong thánh đường sân khấu vào ngày 19 tháng 10 tới đây tại nhà hát Bích Thành.